Ghê à, nó ở kia kìa. Nó khôn đấy, nó biết chỗ đấy mát, nó thích con này khôn. Con thử sờ vào thỏ nào, ra sờ thỏ đi. Ừ, nó găng tay ở đấy, nó ở chỗ này không sao, cái chỗ đấy sạch mà, rêu đấy là sạch, không sao, cái rêu đấy nó không bị ấy. Con ra con sờ đi, đấy nó chạy ra chỗ khác rồi đó. Con sờ đi, có găng tay thì sợ gì, con ôm chặt tay nó cũng được. Con sờ vào tay đó. Sờ vào tay đó, sờ vào đầu nó ấy, con ôm lên cái đầu lên này, cả hai tay, ngồi xuống, sờ vào ôm lấy cổ á, hai tay, ôm chặt lấy, nó không cắn được vào đâu mà sợ, sờ vào mồm nó cũng được, có găng tay rồi không sợ, đấy có găng tay rồi, con ôm chặt đấy, con ôm chặt lấy nó ấy. Được. Nhẹ nhàng như thế, thế thì thả nó thích. Ừ. Trời mưa đội cái mũ hay vào nó đỡ mưa. May mà mưa nhỏ đấy. Mưa to là ướt hết. Nhưng mà con thích mưa to cơ. Chỗ này vẫn chưa có ngắn tay nè. Thoáng chạy vào đây. Đây đây đốt tay ngón này vào đây được chưa mẹ? Được rồi, ok rồi. Đây. Con sờ vào thỏ đừng có sờ vào người con nữa nhá, cái găng tay bẩn rồi đó. Ra rửa lấy vặn vào nước rửa găng tay đi. Ừ, rửa găng tay được. Chưa? Rồi. Nó chạy nhanh chị kìa.
Được. Nhưng mà lúc mà ông nằm dưới đất rồi chị ạ. Nó chạy nhanh lắm, nhanh như thỏ. Nó bị nhốt trong lồng như thế, ra ngoài nó chạy nhanh lắm. Con không bao giờ nó bắt được nó. Thỏ thích ăn rau má. Giờ cái gì? Thế nào? Cũng không sao. Vẫn sạch tay đúng không? Nhưng mà lại lại phải đi rửa tay. Con đây con xem này. Con thỏ có ngoan chưa? Đâu. Mẹ zoom đến 10. To chưa? Khủng lối nhỉ. Đừng có rung tay mẹ. Bây giờ mẹ không nhìn thấy cái gì luôn nữa. Đây. Con quay thử nhá. Đôi để mẹ cầm. Không. Có con đang cầm găng tay bẩn. Ôi cái găng tay bẩn. Đừng có động mọi người mẹ. Thế thôi không. Thì nó đeo lại. Một con chết rồi nhỉ, còn mỗi một con. Ai chỉ một bằng mua. Một con nữa ở đâu nhỉ, ở trong bụng ai nhỉ? Trong bụng một con nữa ở trong bụng Su Su. Đấy con bỏ tay ra, con sờ vào camera này. Đâu thỏ đâu rồi? Đây. Kìa. Cẩn thận. Đứng từ xa mà nó vẫn gần. Nó đang ăn đó. Giữ nguyên hình để mọi người cùng xem đấy. Mình quay này nhìn rõ thỏ nhỉ, còn rõ hơn là nhìn thật đúng không? Nhìn nó được zoom lên mà. Ôi, nó chạy mất rồi con ơi. Con chạy ra con tìm nó đi, tí nó quay tiếp. Nếu mà thu nhỏ nó thì sao? Thu nhỏ thì kéo lại. Được 2,5. Mới đừng vứt sóng to này. Nhưng mà con thích to. To thế này thôi cũng to quá. Được chưa? Đây. Xong rồi à? Đây để mẹ đang quay luôn. Con chạy ra con chơi với nó đây này mẹ coi. Ba. Ơi. Bà ơi nào. Thank you.
đi, quay đi chợ đi. Khoác áo dài vô cũng lạnh. Trời mưa lạnh nhá, khoác áo dài vô.